huyện Kỳ Sơn có địa thế hiểm trở, nhiều núi cao, suối lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét cao khi mùa mưa bão đến. Đặc biệt hiện nay trên địa bàn huyện còn có nhiều điểm nằm trong vùng sạt lở núi, sạt lở sông suối, đe dọa tính mạng người dân. Vì vậy việc đầu tư để xây bờ kè chắn lũ hai bên dòng đậm bộ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của người dân khi mùa mưa lũ đến là rất cần thiết. Dọc tuyến quốc lộ 7A, suốt chiều dài hơn 50 km từ xã Lưu Kiền lên đến thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, có rất nhiều ngôi nhà, kể cả nhà 2-3 tầng, nằm chênh vênh bên dòng sông Nậm Mộ. Hiện nay, toàn huyện có đến gần 400 ngôi nhà như thế này, nằm trong diện nguy cơ cao, có thể bị lũ quét bất cứ lúc nào. Nhà bà Kha Thị Huệ và ông Lương Thanh Nam ở bản Cánh, xã Tà Cạ, trận lũ năm 2011 đã cuốn trôi hơn 10 mét đất vườn phía sau nhà. Sống ngay bên trên vực sâu, khi nhìn ra dòng Nậm Mộ. Bởi thế, tâm lý bất an đeo bám bà Huệ hàng ngày, nhất là khi trời chuyển mưa. Và theo kinh nghiệm của chính người dân sống tại đây, nguy cơ lũ ống, lũ quét có thể xảy ra bất cứ lúc nào do biến đổi khí hậu. Ở đây thì sợ lắm, bởi vì trời mưa khi mô là cũng như đi nè, sợ hẳn sói mòn vô nè, là sợ hẳn tôi nè, bởi vì như năm nữa nè, vô tuần theo như này, là coi như là lở hết cả cái ni à, mà không thể nào sống được, cho nên là phải bắn nhà ra ngoài này nè, bắn nhà ra là khoảng 3-4 mét, trước kia là nhà ở dưới nữa mà, thì phải bắn vô. Môi trường nó có khác được, thì không có cái của cuối chứ cả đất trọc, đôi trọc. Có khả năng là lũ ống lũ quét coi như là sụt lở thì khả năng còn hơn trước kia nữa. Như là tôi ạ, bản thân tôi ạ, sống ở đây lâu cũng hơn 50 năm rồi. Năm 2011, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, nên trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã xảy ra trận lũ quét lịch sử, làm trôi và bị sập 64 căn nhà, 274 hộ bị ngập lụt và nguy hiểm hơn. Cơn lũ đi qua đã cuốn gây sạt lở nghiêm trọng bờ sông Nậm Mộ, đoạn qua thị trấn Mường Xén, không chỉ làm đảo lộn cuộc sống của hàng trăm hộ dân, về lâu dài đợt lũ đi qua còn đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản, phương tiện của người dân khi tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 7A. An toàn ở đây thì nói thật các chú là chỉ có bây giờ thì nhà nước tập trung cho cái kè đây rồi là chắn cho được cái luồng nước nó đi về đây rồi, nó không sói mòn nữa thì thế thôi, chứ còn biết làm sao được. Trong lúc chưa có nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng hoàn thành cái dự án này thì huyện cũng thể thực hiện các phương án mà phòng chống lũ quét, lũ ống mà đã được phê duyệt. Ví dụ như là khi mà có cái báo động từ nước dâng từ Lào về với cái lượng mưa 300-250 ly ở các huyện Mường Mọc, Nong Héc thì chúng tôi thực hiện di dân vén. Trước yêu cầu cấp bách để chống sạt lở bờ sông Nậm Mộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án xử lý sạt lở do thiên tai gây ra, đồng thời trình chính phủ xin hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách trung ương. Dù đã được sự đồng thuận của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên do điều kiện nền kinh tế khó khăn, nên kinh tế để xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ sông Nậm Mộ tại Mường Xén bị chậm lại. Trước mắt, tỉnh đã trích một phần kinh phí để gia cố những nơi trọng yếu nhất tại đây. Đây là một cái dự án cấp bách mà được Trung ương và tỉnh là xác định, và trong dự án cũng là cái dự án là cấp bách để chống cái sạt lở, bảo vệ cái tài sản, tính mạng của nhân dân, để trước mắt là để mà khắc phục những cái chỗ mà sung yếu mà thường xuyên sạt lở nguy cơ đến tài sản và tính mạng nhân, thì tỉnh cũng đã xử lý cho nguồn ngân sách của tỉnh là hỗ trợ là trả cho là 10 tỷ, và huyện đã triển khai xây dựng những cái nơi mà trọng yếu, sung yếu mà thường xuyên xảy ra, còn lại số còn lại thì cũng đang trừ cái ngân sách trung ương. Nhất thủy nhi hòa, bất cứ ai cũng hiểu được sức mạnh, sự tàn phá kinh khủng của dòng nước lũ. Phòng chống lũ lụt là nhiệm vụ rất quan trọng, bởi nó liên quan đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Vì vậy, đầu tư có trọng tâm, đúng trọng điểm nhằm giúp người dân huyện biên giới Kỳ Sơn phòng tránh lũ quét, lũ ống là việc cần sớm được thực hiện.